Kính chào các bạn đang xem kênh Bonsai Đại Nghĩa nha. Ba cây mai này trồng ngoài đất. Sau Tết mình sẽ tàn được một tháng mà nó vẫn không chịu nảy mầm. Thân và cành nó còn tươi nhưng mà mình đoán chắc là nó đã sắp chết rồi. Cho nên bây giờ mình đào nó lên nếu mà gốc và rễ nó vẫn còn tươi. Thì mình sẽ trồng lại. Đây nè các bạn. Xét trong gốc cây nó có hang và cái tổ của cái con gì mà nó vừa giống con mối vừa giống con kiến. Cái bụng nó giống con mối còn cái mình nó giống con kiến mà nó nhỏ hơn con mối rất nhiều. Mình mới vừa dùng cái chai thuốc xịt kiến đây, mình xịt vào thì nó chết ngay luôn. Để giờ mình xem lớp đất ở dưới sâu thử có con này không nha. Đang trưa nắng mình quay video không rõ, các bạn thông cảm nha. Ở dưới này còn nhiều hơn nữa. Như vậy muốn diệt cái con này thì mình phải dùng thuốc để mình tưới xuống cho nó thấm xuống nó chết. Chứ còn cái thuốc hồi nãy thì mình phun thì con này trúng thuốc con đó mới chết thôi. Bạn nào có trường hợp giống như mình thì mua thuốc khử mối về dùng nha. Có rất nhiều thuốc khử mối nhưng mà mình lấy ví dụ một vài loại mình để trên màn hình đây. Các bạn tham khảo nha. Giờ mình sẽ rửa sạch để kiểm tra thử cái bộ rễ nó bị thế nào nó cắn cái vỏ của gốc về rễ đứt lỗ lỗ miếng miếng hết rồi và cái vỏ cây nó cũng thâm luôn rồi nếu nó bị toàn bộ cái bộ rễ nhưng mà cái gốc vẫn còn nguyên vẫn còn tươi thì mình có thể cứu được nha các bạn giờ nó chỉ còn tươi cái cành với cái thân thôi cho nên bây giờ ta có cứu nó thì bằng cách ta dâm cái thân nó nhưng mà đây nó đang suy yếu cho nên mình dâm thân dâm cành thì nó cũng chết chắc luôn các bạn nếu thấy video có chút hữu ích thì cho mình xin một like nha. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Khoảng vài tháng nếu chất chồng mà nó mềm thì ta dùng tay ta moi sâu xuống ta kiểm tra thử bộ rễ nó có vấn đề gì không, có tiếng trùng gì không. Còn nếu chất chồng nó cứng thì ta dùng cái vật nhọn nào đó nhưng mà đừng có bén quá để nó hư rễ. Và nếu kiểm tra mà bộ rễ vẫn không có vấn đề gì thì hàng năm ta cũng phải khử tiếng trùng ít nhất là một lần mình xin dừng video tại đây nha cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé